sau đây, xin mời quý thầy cô, quý vị đại biểu cùng quý vị phụ huynh, chúng ta hãy cùng đứng dậy để nồng nhiệt chào đón các nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay. Đó chính là 334 học sinh khối 5. Tôi tên là Hồ nhưng tôi không đủ danh mãnh, ăn uống thì thanh cảnh, tính chẳng đủ lưu manh. Còn tôi tên là Thỏ, tôi không ở xa lắm, sống ở bên kia đổi xanh xanh. Và con ơi, bạn tôi sao lại trong suy thế, đi theo hội mình nào, mình cùng hội chung phê. Thank you.